cao 3 mét nặng 155 kg, đà điểu loài chim lớn nhất hành tinh và những sự thật thú vị mà có thể bạn chưa biết. 1. Đặc điểm. Đà điểu là loài chim lớn nhất và nặng nhất hiện còn tồn tại trên trái đất, với cân nặng có thể nặng đến 155 kg và cao tới 3m2, tốc độ chạy 70 km/h. Người ta ước chừng vận tốc lớn nhất mà một con đà điểu trưởng thành đạt được tương đương với tốc độ của một con ngựa đua, khoảng 70 km/h. Mỗi bước chạy của chúng có thể lên tới 5m. 3. Đà điểu có 3 dạ dày. Đà điểu thực sự là duy nhất trong số các loài chim có 3 dạ dày. Đây là một trong những đặc điểm độc đáo của chúng. Những dạ dày này được sử dụng cho các chức năng khác nhau. Dạ dày tuyến đóng vai trò như túi mật, còn dạ dày cơ bắp dùng để nghiền thức ăn. Nước tiểu và phân của đà điểu được tách ra ở dạ dày thứ 3. 4. Đà điểu là loài chim không bay duy nhất có 2 ngón chân. Tất cả các loài chim biết bay đều có 4.